Sao ăn thì ăn đều mà thua thì thua hết. Nói cái gì mà nói dữ vậy? Quý vị, đây là trò chơi cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Yeah. Lại tiếp tục chọn cặp. Hy vọng là những có những cặp mới bắt đầu. Thôi tù xì nữa là em thua nữa. Em Vĩnh Dương Lan Ngọc. Ok. Tôi và Trương Thế Vinh. Rồi, giải em phát. Có sự lựa chọn nữa. Và Thúy Ngân. Anh làm sao mê hoặc anh Vinh được? Chúng ta đơn giản thôi. Rồi xong, tôi không biết chơi cái trò này. Ai đứng trước thì người đó thắng. Và người đó được để bàn tay vào đây và vuốt. Mấy lần anh? Một lần duy nhất. Trời ơi, rồi xong rồi đó. Phát, nếu em chơi được cái này là anh là em thắng anh luôn. Tại anh không biết chơi. Chơi hên xui à. Ngập nữa đi. Anh chơi với anh Vinh đó. Ơi. Ơi. Ơi, hết hồn. Anh ơi, cái trò này bị móp. Thôi. Sao sống mà hưng thua quá. Cao quá, thấp rồi mấy đứa. Chị Ngọc. Truyền năng lượng. Truyền năng lượng. Tôi luyện mỗi ngày. Mời ngồi. Game này em luyện mỗi ngày. Em chơi trước, em đã còn lượt nữa. Mời ngồi, rồi, một bàn tay. Một bàn tay đếm ngón tay. Quay mặt về phía trước. Rồi. Ước gì? Ước gì? Là tôi quẹt hả? Hồi sáng em làm gì chị già vậy? Đẹp lắm nha. Bé ơi. Bé ơi. Đẹp lắm nha. Đều chứ. Trời ơi. Đều cái chứ. Mặt có 5 cái lằn luôn. Đẹp. Dễ thương không? Dễ thương, dễ thương. Lầu được hai con mắt này thì cái gì con cá gì á. Cặp tiếp theo. Tè với anh Phát cặp. Cái này chung cuộc á Ngân ơi. Chị thua rồi. Thấp thôi Phát. Ủa hồi nãy thảy là nguyên lý thảy. Đúng rồi, em đang được rồi đó. Nhưng mà tại cái do cái của mình á. Qua wow, chút xíu. Mạnh hơn xíu Phát. Ai mạnh. Ai mạnh quá. Gần được. Này mình chơi dở lắm. Xích ra đây xíu. Trời ơi. Xíu được. Thôi. Đó, chém được. Xíu được. Thôi. Đó, chém được. Cái vòng em chưa đủ á. Đó. Ơi. Chưa. Phát chơi sao mà tới lượt Phát. Tâm lý nào mà chơi được nữa. Trời ơi, ba cái đồ quỷ này. Thật trai. Đừng. Kiếp bà, ghê thiệt chứ. Từ từ thôi, tốn thôi. Phát ơi. Trời ơi, mạnh quá. Quên. Phát ơi. Không sao cả. Anh với em khỏi chơi gì đây. Không được. Sao ăn thì ăn đều mà thua anh thua hết. Nói cái gì mà nói dữ vậy. Đừng có liếm nữa. Bác có lè luôn, có liếm hoài. Này là thằng tre. Một thằng tre tốt cho sức khỏe mà. Nè. Anh làm trước đi, em đứng cái anh thua luôn. Trời rồi, cầm nó biết chơi rồi. Biết chơi. Chơi này dở lắm. Cái này hên xui à. Chơi hay lắm. Quá chơi này dở lắm. Khoan, dính chưa? Một lần rồi. Rồi, tới lượt.
trong Running Man anh Vinh chơi hay lắm. Đâu có, bữa anh chơi hoài cũng được đó, nhớ không? Anh Lược, nhớ anh trong đó quậy khác à. Anh Lược, đừng có lắc quá, lắc quá nước nữa. Ê, mém được rồi. Đừng có thảy cao quá Vinh. Thôi anh Lược lanh lợi mấy cái này làm. Như vậy là đội mình thua chung cuộc rồi. Ủa là trò chơi này mình thua hai lần nè. Thắng luôn rồi. Trò chơi này tôi gánh không nổi tim tôi. Em muốn thách đấu với anh Luật. Không, không, không. Tôi không chơi. Mắc gì thách đấu với tôi. Trời ơi anh Tèo. Tôi thua rồi. Như vậy là chung cuộc đội bên mình chiến thắng. Yeah. Bách quá, quá tổng hợp. Chiến thắng đội lọ lem. Bách. Bây giờ có ai đấu ai không? Em với Lực. Thôi chơi đi anh. Hỏi anh Lực còn trắng quá kìa. Bây giờ á là phải chơi cho đen hết mặt mới vui. Khoan, thắng thua sao? Tôi tố thêm hai con em tôi nữa. Nếu thua là ba đứa tôi bị chung. Này nó chơi ở nhà có luyện, tôi đâu có luyện. Nói chưa hên xin. Dạ hơi bị xịn. Thôi đừng xạo quá đi. Đằng trước đi. Dạ. Thấy không? Rồi xong, thủ luôn. Đó, à, ủa khoan xí xí, cái chai em ai mớp không rồi. Không đèn. Không anh mớp không có đứng được. Được. Hồi nãy được, được, được. Dự nhau mà. Bình thường. Trời ơi, cao quá, cao quá. Nói chưa em đâu có được đâu mà. Rồi. Đó. Ê! Anh hay quá trời. Anh hay quá trời. Đó. Yeah. Em còn tụi em nữa. Đứng yên. Đâu có, đâu có. Bây giờ thách. Bây giờ nè. Thách đi. Đúng là phải người người trắng chảy người trắng rồi, bán. Đúng rồi. Luật nè. Vô đây luôn. Trời ơi, tự nhiên máu nổi lên rồi. Vô đây. Để tôi trước cho em trai. Mời anh. À, em chết. Dữ vậy em trai. Em vô đây. Ủa? Em trai. Tâm lý nào mà em làm được với tôi. Ráng rồi, ráng. Không có được đâu. Chai móp không có đứng được. Dài ngang, không phải dài ngang. Ủa quê nữa ba. Rồi, đi Lực. Không thể nào ăn được nó liền ta. Hay vậy? Chết mất rồi, chết mất rồi, chết mất rồi. Không, cái này ráng thiệt nha. Anh giọng dữ lắm mà. Hồi nãy anh ngu anh đập mạnh quá. Tài đau quá. Mất quá ta yên tâm. Lần này sẽ phân thắng bại. Có người thua. Rồi. Tập trung nào, tập trung nào. Phát ơi. Trời ơi, trời. Anh em mình phải đi cặp sao? Ôi, bậy lớn. Anh Lực bậy đúng. Rồi. Bậy lớn. Tập trung, tập trung. Ê. À, em hiểu rồi, phát là theo. Anh không được là phát không được. À, 30 chứ phải là Tết. Anh Lực. Lực đi. Khoan, 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 khoan.
trai vậy? Ai là thua rồi, Lục đi trước mà. Trai em trai. Sao nãy anh đẹp dữ mà. Chưa hết. Chưa hết. Giúp mặt mà không để mũi. Như vậy là khoan. Đúng. Tụi em thách đấu. Cái gì nữa? Nhìn như đang khóc vậy. Còn Tấn Phát ở đó mặt trắng. Chắc tụi em thách đấu. Em Giang nè. Ôi, tim hả? Giờ em Vinh Giang. Chơi. Chơi đây là đen hết rồi. Đúng. Em muốn chơi với những người chơi da luôn, đen. Chơi luôn. Hai cái liên tục mà thua tức. Em đi trước. Anh xui. Hồi nãy giờ là anh chưa quăng cái nào đúng không? Anh Luật làm trọng tài. Và bây giờ. Ô, bạn tôi vậy. Cầu cho bạn tôi thua. Em trước đúng không? Trời ơi, xíu nè. Đó, nãy. Đó, nãy. Mở cái đầu tiên thôi nha, nãy giờ chưa quen tay. Ê trời. Sao em chơi với anh chơi hay lắm mà. Hay lắm mà, rồi xong. Tâm lý nào. Ủa, em trước mà. Đúng em rồi. Trước là anh sau rồi. Là anh đúng lượt anh rồi, em đâu còn lượt nữa. Có nghe câu à, ngựa non háo đá bao giờ chưa? Anh nhường em đi trước. Dán mái tóc, quyền thoại đi qua một bên. Trẻ người non già không thấy được núi Thái Sơn. Đúng là thắng rồi, nói cái gì cũng đúng ha. Mà cái này là tôi nhạy cảm lắm. Ủa hay vậy? Mấy cái này anh nhạy cảm. Thấy con muốn thách đấu với lại anh Giang. Chơi, em chơi với anh. Rồi em đi trước đi. Qua chơi gì? Chơi cái này đổ nước lên chém mặt. Ok. Okay. Lớn vậy. Ôi, em chơi này lắm. Trời, mê lắm, thương mà, lắm. Không phải cố dữ lắm. Nè, coi nè. Để anh Giang chơi trước đi, để anh Giang chơi trước. Ừ. Cơ hội cái bản mặt như cái nùi dẻ nè. Được em, được em qua, ngang, được qua, em ơi, được rồi. Em gái thương nè. Thương ơi, ơi. Xíu. Em gái thương nè. Thương ơi, ơi. Xíu nè. Thương, em gái ơi, em gái. Anh thương nè, thương cưng. Đó. Ủa, anh trước lại. Anh trước là anh thua rồi. Xa. Trời ơi. Xa. Sao biết đâu. Bây giờ tôi với Lan Ngọc chơi. Ai thua liếm cái này. Chơi. Liếm luôn hả Ngọc? Liếm. Trời ơi. Tới giờ thi mà tôi còn chưa biết làm gì nữa. Xích vô. Nó phải nó ở đây nè. Ăn quặt được đây. Cái hồn nè. Anh vậy rồi sao mà đội mình thắng? Không hơn thì hơn. Đó. Đó. Chưa chạm bàn. Thằng Giang kiểu vậy. Trời ơi. Trời ơi, hơn kiểu vậy. Liếm này, liếm luôn. Liếm nè. Đợi. Đã quá. Bây giờ nè. Cái miệng. Bây giờ hết cháu nè. Ba thách hoài. Nuốt luôn hả? Hết rồi. Hết rồi. Nuốt luôn kìa. Hả? Hai cây một lúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình 7 nụ cười sau. We'll be right back.